Kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá mít thái đầu giờ chiều ngày 5 tháng 10 2024, giá hôm nay tăng nha bà con. Tại Tiền Giang mít nhất đã lên 48, mít nhì 28, kem nhất 38, kem nhì 28, kem ba 14.000, mít chợ 6.000. Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 47, mít nhì 27, kem nhất 37, kem nhì 27, kem ba 13 và mít chợ từ 5 tới 6.000. Ở khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Kiên Giang, mít nhất 46, mít nhì 26, kem nhất 36, kem nhì 26, kem ba 12.000, mít chợ 5.000. Ở Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất 46, mít nhì 26, kem nhất 36, kem nhì 26, kem ba 12.000, mít chợ 5.000 đồng. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, giá mít nhất là 31, mít nhì 16, mít ba 11.000, mít chợ 5.000. Ở Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất giá 31, mít nhì 17,